thu năm 2011, Bộ Bộ Kinh Tâm đã gây được tiếng vang lớn và đem đến thành công vang dội cho phim truyền hình Hoa ngữ. Thưởng thức Bộ Bộ Kinh Tâm, khán giả như đắm chìm trong mối tình đẹp mà đầy bi thương ngang trái của Tứ Gia do Ngô Kỳ Long thủ vai và Nhược Hy do Lưu Thi Thi đóng. 6 năm trôi qua kể từ khi bộ phim ra mắt, dàn diễn viên ngày nào đã và đang nỗ lực để làm mới hình ảnh trong những vai diễn mới. Nhưng liệu rằng Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Viên Hoàng hay Lâm Canh Tân có thật sự thoát ra khỏi cái bóng năm xưa hay không, hay chỉ đang luẩn quẩn trong hình tượng cũ? Sau 6 năm, dàn sao Bộ Bộ Kinh Tâm đã thay đổi như thế nào? Lưu Thi Thi, cái bóng của vai diễn Nhược Hy quá lớn. Hẳn những ai đã xem Bộ Bộ Kinh Tâm sẽ khó quên được hình ảnh một Nhược Hy khéo léo, dịu dàng và tài sắc hơn người. Nhờ thành công của vai diễn này mà cái tên Lưu Thi Thi cũng trở nên sáng giá hơn. Nữ diễn viên cũng tham gia nhiều dự án mới sau đó như Hiên Viên Kiếm, Nữ Y Minh Phi Truyện hay Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Cùng Gặp Gỡ. Song những vai diễn này lại không đem đến thành công như mong đợi. Người xem vẫn thấy đâu đó hình ảnh của Lưu Thi Thi với đôi mắt buồn, hình ảnh thiếu nữ yếu đuối đôi lúc mạnh mẽ, vốn là đặc điểm quen thuộc của nhân vật Nhược Hy năm nào. Trong năm nay, Lưu Thi Thi sẽ quay lại màn ảnh với dự án truyền hình Túy Linh Lung. Trong tác phẩm này, cô sẽ hợp tác diễn xuất cùng Mỹ Nam Hồng Kông Trần Vĩ Đình. Cốt truyện của Túy Linh Lung được cho là giống với Bộ Bộ Kinh Tâm khi cùng lấy bối cảnh xuyên không để miêu tả chuyện tình buồn giữa Phượng Khanh Trần do Lưu Thi Thi thủ vai và Dạ Thiên Lăng do Trần Vĩ Đình thủ vai. Trong phim, Lưu Thi Thi sẽ vào vai Ninh Thanh Vân, một cô sinh viên y khoa hoạt bát và vui vẻ thời hiện đại. Nhưng sau một sự cố khởi động chân pháp tinh thạch, Ninh Thanh Vân bất ngờ bị trở về thời quá khứ trong thân phận là tiểu thư nhà họ Phương. Mối tình giữa Thiên Lăng và Khanh Trần hứa hẹn sẽ đầy tình cảm và không kém phần trái ngang so với Tứ Gia và Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Vai diễn mới này của Lưu Thi Thi có gây được tiếng vang hay không thì phải chờ thời gian trả lời. Ngô Kỳ Long cần lắm một sự bứt phá. Vai diễn Tứ Gia trong Bộ Bộ Kinh Tâm quá xuất sắc nên dễ trở thành một cái bóng vô hình cho nam diễn viên Ngô Kỳ Long. Một Tứ Gia điềm đĩnh và mưu lược dường như đã là hình ảnh không thể rũ bỏ trong tâm trí người xem. Vì vậy, trong khoảng thời gian cuối năm 2011 đến 2015, dù tham gia nhiều dự án như Thục Sơn Chiến Kỷ, Tháng Tư Trời Đầy Sao và Hình Danh Sư Gia, nhưng khán giả vẫn chưa thấy sự bứt phá rõ rệt của Ngô Kỳ Long. Đầu năm 2017 vừa qua, bộ phim Hướng Tới Hạnh Phúc của nam diễn viên đã kết thúc phát sóng với lượng người xem trung bình đạt 1,68%. Dù có những sự thay đổi trong cách chọn hình ảnh, nhưng kết quả thu được vẫn chưa thể vượt quá được bức tượng đài của vai diễn Tứ Gia dẫn chân của Bộ Bộ Kinh Tâm. Trịnh Gia Dĩnh, không đâu bằng Hồng Kông. Những tưởng sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, Trịnh Gia Dĩnh sẽ thừa thắng xông lên mà phát triển sự nghiệp ở đại lục. Nhưng nam diễn viên vẫn không chuyển hướng sang đại lục mà vẫn quay về quê nhà Hồng Kông, nơi anh có số lượng vai diễn khá đồ sộ để cống hiến. Nam tài tử sinh năm 1969 này đã có nhiều đóng góp đáng kể ở cả mảng điện ảnh và truyền hình cho Hồng Kông bằng những tác phẩm như Diệp Vấn, Bất Nhị Thần Thám, Anh Hùng, Mê hay Thiên Nhãn. Lâm Canh Tân lột xác ngoạn mục trong Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện. Trong dàn hoàng tử của vua Khang Hy, vai diễn Thập Tứ A Ca của Lâm Canh Tân cũng gây được thiện cảm không thua kém gì hai huynh của mình. Là một diễn viên mới nhưng Lâm Canh Tân vẫn thể hiện rất tốt vai diễn trong sự ngô nghê đáng yêu và chân thật. Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân có cơ hội đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm Võ Thần Triệu Tử Long, bộ phim có sự hợp tác với nữ diễn viên xinh đẹp xứ sở Kim Chi Yuna. Vai diễn ngày càng khẳng định tài năng diễn xuất cũng như sự tiến bộ của nam tài tử. Sắp tới đây, Lâm Canh Tân hứa hẹn sẽ gây bão màn ảnh nhỏ với vai diễn mới trong Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện. Trong phim, anh vào vai một chàng công tử lạnh lùng nhưng nội tâm phức tạp và nhất là có tình yêu sâu sắc với Sở Kiều, nhân vật sẽ do tiểu cốt Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Viên Hoàng chính thức quay về với phim tình cảm thời hiện đại trong Cách Thức Đánh Dấu Chính Xác Tình Yêu. Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Viên Hoàng thành công trong hình ảnh tiêu sái của Thập Tam A Ca. Dù không có tình yêu với nàng Nhược Hy xinh đẹp, nhưng tình tri kỷ thuần khiết của anh dành cho cô nàng xuyên không này đã hoàn toàn thuyết phục khán giả. Với vẻ ngoài nam tính và mạnh mẽ, Viên Hoàng thường được chọn vào những vai diễn cổ trang như Lưu Tú trong Tú Lệ Giang Sơn, ông Quy trong Công Chúa Vô Ưu. Sắp tới đây, Viên Hoàng sẽ chính thức quay về với thời hiện đại với hình tượng chàng trai ấm áp trong Cách Thức Đánh Dấu Chính Xác Tình Yêu. Bạn diễn của anh trong dự án này là nữ diễn viên triển vọng Tống Giai.
We'll be right back.